Tammy Abraham mùa giải NG, vị trí ST là 95. Quốc tịch Anh, mức lương 19, chiều cao 1m96, cân nặng 87 kg. Thể hình nhỏ, chân thuận trái 4 và phải 5. Kỹ thuật 4 sao. Chỉ số vận góc bao gồm sút xoáy, đánh đầu mạnh, bấm bóng và qua người. Ở vị trí ST thì Abraham mùa NG mạnh nhất ở khả năng dứt điểm. Tiếp theo là sức mạnh, khả năng chọn vị trí và giữ bóng. Ngoài ra các chỉ số như tốc độ, khả năng tăng tốc cực tốt. Có kỹ năng rê bóng mượt, năng chuyền ngắn, lực sút 92, khả năng sút xa và volley. Ngoài ra các bộ chỉ số như sút xoáy, tầm nhìn cũng đạt mức chấp nhận được. Sự khéo léo là 88, khả năng thăng bằng là 84. Thể lực 81, đủ để dùng trong 90 phút. Năng bình tĩnh là 92. Khi để Abraham ở vị trí ST, các bạn để trên thật đơn như sau. Công 3 thủ 1 sẽ lách tuyến phòng thủ, đánh chặn thông thường và chạy chỗ. Giờ chúng ta sẽ vào một trận xếp hạng để xem Tammy Abraham thể hiện như thế nào. Trước khi trở về câu lạc bộ chủ quản Chelsea thi đấu ở Ngoại hạng Anh thì Abraham đã được cho mượn qua rất nhiều các câu lạc bộ từ lớn đến nhỏ ở quốc gia Anh như là Brighton hay là Aston Villa. Đặc biệt ở Aston Villa thì Abraham đã có hơn 30 trận ra sân cho câu lạc bộ này và ghi tới 26 bàn. Ở đội tuyển quốc gia Anh thì Tammy Abraham cũng đã ra mắt màu áo đội tuyển quốc gia và có một bàn thắng. Điểm yếu của Abraham có lẽ nằm ở khả thể lực cũng như là sức mạnh của cầu thủ này. Với một thể hình cao nhưng lại mỏng con, Abraham tương đối dễ bị chấn thương. Và thực tế ngoài đời thì sau những bàn thắng và những màn tỏa sáng rực rỡ trong áo của Chelsea, Abraham đã gặp những chấn thương liên tiếp và nó ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu suất thi đấu cũng như là phong độ của anh. Tuy nhiên khi Abraham đạt một thể trạng tốt nhất thì anh thật sự là một cỗ máy ghi bàn hủy diệt. Năng ghi bàn của Aram rất đa dạng. Anh có thể sút xa với lực bóng căng, sút xoáy với độ bóng xoáy và dứt điểm. Kỹ năng dứt điểm bằng hai chân như một. Cộng với đó là khả năng đánh đầu được bổ sung bởi chỉ số ẩn góc đánh đầu mạnh. Abraham không phải là một mẫu tiền đạo có khả năng dứt điểm một chạm tốt. Cú dứt điểm Abraham cần lấy đà. Tuy nhiên khả năng vụt chân của anh cũng rất nhanh. Năng đỡ bóng bước 1, giữ bóng chắc chân. Khi bứt tốc, bóng đi dính chân. Tuy cao to nhưng có khả năng giữ thăng bằng tốt, cho nên những tình huống không chín, Aram luôn có thể làm chủ được và tạo nên lợi thế so với những trung vệ tố cao. Aram cũng là một trong những mẫu ST có khả năng chạy chỗ thông minh. Năng phối hợp đồng đội cũng rất tốt.
với khả năng chuyền ngắn, chuyền dài, chuyền bóng sệt hoặc chuyền bóng bổng. Một trong những tài năng sáng giá nhất của đội tuyển quốc gia Anh cũng như câu lạc bộ Chelsea, giá trị chuyển nhượng của Aram đã tăng chóng mặt trên định giá của Transfermarkt sau những bàn thắng cực trong màu áo câu lạc bộ ở giải Ngoại hạng Anh cũng như bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia Anh. Năm nay mới bước sang độ tuổi 23, Aram sẽ còn rất nhiều thời gian để phát triển. Và trong tương lai không xa, anh có thể được ví von như voi rừng Didier Drogba, một trong những tiền đạo của thể icon đang rất sốt hiện nay. Tuy nhiên, để đạt được cái tầm của Drogba là một điều không hề dễ dàng với Aram. Anh phải hoàn thiện cả kỹ năng chơi bóng cũng như thể hình và sức mạnh của mình rất nhiều. Thể hình nhỏ chưa bao giờ là lợi thế của bất kỳ một ST hay tiền đạo nào, nhưng cũng rất may đó là Abraham có chiều cao tương đối lý tưởng, chiều cao 1m96 cùng với sức bật nhảy tốt, anh vẫn là làm chủ tình huống khâu chín cực kỳ tuyệt vời. Bốn sao, Abraham có thể thực hiện được những skill tương đối cơ bản, đủ dùng đối với một ST. Và mùa giải NG thì số chung của anh cũng là thấp, vì thế các bạn có thể ép lên cộng 5, lấy 6 5 sao kỹ thuật. Lúc đấy đối với những huấn luyện viên mà yêu thích biểu diễn skill sẽ có cơ hội trải nghiệm Abraham tốt hơn. Tuy nhiên đối với mùa giải NG thì chúng ta ép lên cộng 3 là dùng được rồi. Có thể nói Abraham là mẫu tiền đạo sát thủ, luôn xuất hiện ở những điểm nóng trong khung thành và sẵn sàng ra chân ghi bàn. Chelsea thì Abraham gần như là tiền đạo gánh team. Vậy đối với mùa giải NG này, anh cũng có khả năng gánh team hàng công của các bạn. Nhanh nhẹn, khéo léo và kỹ năng dứt điểm tốt là một điểm mạnh của Aram. Kỹ năng dứt điểm của anh có thể được sánh ngang với một huyền thoại của Pháp, đó là David Trezeguet. Tình huống chạy chỗ và dứt điểm của Abraham là cực kỳ tinh tế và sắc bén. Đối với những tình huống bóng bổng, kỹ năng đỡ bóng bước 1 của Abraham là không thực sự quá tốt. Đặc biệt đối với những trận đấu các bạn gặp handicap, đối tình huống bóng sệt thì khả năng bóng bước 1 của anh là mượt. Trong những tình huống bóng bật ra thì Abraham rất nhanh chóng băng vào để thực hiện kết liễu đối thủ. Đó là một tình huống
chọn vị trí cũng như là đánh hơi bàn thắng rất nhạy bén của tiền đạo này. NG hiện tại được các huấn luyện viên xả rất nhiều, vì vậy các bạn nên đưa về Abraham. Chắn sau quá trình xả, giá trị của tiền đạo này sẽ tăng. Chúng ta không nói về chỉ số vì số Aram cũng không phải là quá cao cho những mùa giải siêu sao. Tuy nhiên điều chúng ta nói là giá trị sử dụng của mùa giải này là rất tốt, đặc biệt là đối với Aram, một thẻ hot nhất của mùa giải New gần. Vị trí ST thì có thể chấm cho Abraham mức điểm là 8,5 10 trong những mẫu ST toàn diện và có khả năng ghi bàn sắc bén. Năng dứt điểm bằng chân phải của Abraham là tốt hơn so với chân trái. Đặc biệt là những ZD bằng chân phải.